Vâng, xin chào các bác anh em nhé. Hôm nay bên em lại về được khoảng tầm 1.000 con đội gạch để phục vụ cho các bác anh em trên mọi miền Tổ quốc nhé. Con đội gạch hôm nay thì bên em sẽ giảm giá cho anh em còn 55.000 đồng trên một con. 10 con là 550.000 đồng là miễn ship toàn quốc cho anh em. Nhận hàng mình được bỏ ra kiểm tra rồi thanh toán nhé. Và hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh em sử dụng con đội gạch này và tư vấn cho anh em mua hàng nhé. Đây là con đội gạch loại 1 của bên em này. Cái bản đế của nó rất là to này và nó màu màu vàng sẫm nhá, màu vàng sẫm này. Đấy, bản đế nó rất là to luôn này. Đấy. Rất là cao luôn, bản đế 12, chiều cao của nó khoảng tầm 20 cm này. Con đội gạch của bên em bán từ trước đến giờ vẫn là hàng loại 1 thì chất lượng rất là tốt và nó kích rất là nặng, kích được khoảng tầm 80 đến 100 kg. Hai kích này sẽ kích được khoảng tầm 80 đến 100 kg. Đấy, con đội gạch này rất là nặng luôn anh em nhé. Nó khoảng tầm hơn 500 gram này. Hàng loại 1 của nó sẽ rất là chất lượng. Đấy thì hôm nay sẽ bên em nhập được khoảng 1.000 con về thì em sẽ giảm giá cho anh em còn 55.000 đồng trên một con. 10 con là 550.000 đồng là miễn ship toàn quốc cho anh em. Đây, đây chính là con đội loại gạch loại 2 này. Đấy, các bác nhìn anh em này. Các bác anh em nhìn này. Loại 1, loại 2 nó khác hẳn nhau luôn đúng không ạ? Loại 2 nó rất là thấp. Đấy, loại 2 nó rất là thấp. Còn loại 1 của nó rất là cao và to luôn, bản đế của nó rất là to luôn. Bản đế loại 1 rất là bé. Đấy, hàng loại 1 của nó này. Hàng loại 2 này. Đấy. Thì rất là chất lượng luôn anh em nhé. Hàng loại 1 rất là chất lượng luôn. Và kích nó rất là khỏe. Đấy, hàng loại 2 thì nó nhìn rất là nhỏ, yếu và cái thanh của nó rất là bé. Đây, hàng loại 2 1 của nó thanh nó rất là to. Các bạn nhìn rõ không ạ? Đấy. Cảm ơn cho các bạn anh em xem này. Được chưa? Các nhìn cái form là biết đúng không ạ? Đây hàng loại 1 này, hàng loại 2 này. Để các bác phân biệt ra nhé. Đấy, quay vào đây này. Thì hôm nay bên em về khoảng tầm 1.000 con thì em chỉ quay khoảng tầm vài con cho các anh em xem thôi, nhưng mà các anh em mua hàng bên em giảm giá còn 55.000 đồng một con, 10 con là 550.000 đồng miễn ship toàn quốc cho anh em nhé. Nhận hàng mình được bỏ ra kiểm tra trước khi thanh toán nhé, hàng loại 1 luôn. Đấy.